Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Tâm Đức Mobile nha. Và hôm nay mình sẽ cho mọi người biết những cái thông tin mới nhất về Apple. Và chắc hẳn là nhiều người sử dụng iPhone Apple rất mong chờ cái tính năng này, đấy là tính năng ghi âm cuộc gọi ở trên iPhone. Và hiện tại trên iOS 18.1 đã có rồi và chính thức có từ ngày hôm qua. Và trên cái iOS 18.1 này thì đang có những cái bản sửa lỗi trên các dòng iPhone 16 Pro cũng như iPhone 16 Pro Max về tính năng hỗ trợ, đấy là chúng ta sẽ không còn phải gặp cái vấn đề như là bị sập nguồn, banned full hay restart counter trên cái dòng iPhone 16 nữa. Và Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 18.1 trên các dòng iPhone. Và tuy nhiên thì có những cái tính năng thì chúng ta chỉ có thể trải nghiệm được trên cái dòng 15 cũng như là 16, như là xóa phông bằng AI trên iPhone 15 cũng như iPhone 16. Và cái tính năng ghi âm cuộc gọi thì nó lại phù hợp so với tất cả các cái dòng iPhone hiện tại khi chúng ta nâng cấp lên iOS 18.1. Và chắc hẳn là đối với lại những anh chị em mà có những công việc quan trọng, những cái cuộc gọi quan trọng mà muốn lưu trữ lại làm bằng chứng, hay là những cái cuộc bóc phốt chẳng hạn, đấy chúng ta sẽ có thể tận dụng được đối với lại cái dòng iOS 18.1 này. Và những cái cập nhật mới trên iOS 18.1 đấy là có sửa lỗi sập nguồn trên dòng iPhone 16. Và xác minh cho mọi người một cái nữa, đấy là cái Siri nha, nó sẽ có một cái giao diện mới, ánh sáng được bao quanh màn hình và trông nó sẽ đẳng cấp và xịn sò rất là nhiều so với những cái Siri đấy cũ hiện tại. Và một cái nữa là có một cái công cụ viết, đấy là nó sẽ chuyển hóa cho mọi người cái văn bản nha, tuy nhiên chỉ áp dụng cho tiếng Anh mà thôi, và đối với lại là tiếng Việt đấy chưa có áp dụng được. Thêm một cái nữa đấy là về điện thoại, quan trọng nhất chính là đã cho phép mình ghi âm và chuyển ghi âm thành cái một cái bản file trong Note, mọi người có thể thêm vào tệp vào cái Gmail của mọi người nha. Và AirPods thì kiểm tra thính lực, cung cấp kết quả kiểm tra thính lực khoa học cho những anh em mà có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Và nói chung thì mình thấy là cái bản iOS mới này nó cập nhật được khá là nhiều điều tốt, hay, thú vị, mà có lẽ quan trọng, thú vị nhất và ok nhất chính là cái bản ghi âm cuộc gọi trên iOS 18.1 này. Còn anh em nghĩ sao về bản iOS 18.1 này sau một ngày thử nghiệm? Comment xuống cho mình biết nhé.